Rồi, ok. Bây giờ tới phần nâng cao trong VBPP rồi đó bạn. Chúng ta sẽ tích hợp rất 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 nhiều vật liệu vào theo cách mà mình nghĩ rằng nhanh nhất có thể. Đầu tiên các bạn sẽ phải tạo những list vật liệu riêng. Ví dụ bây giờ mình đang có ý định tích hợp những vật liệu gỗ chẳng hạn. Thì cách thông minh và nhanh chúng ta bấm vào đây. Mình qua phần này chẳng hạn. Hay bên này cũng được, không vấn đề gì. Nhưng mình thích dùng bộ tích hợp hơn. Thật sự mình vào phần ăn cương này, veneer chẳng hạn. Mình thấy vật liệu đổ bóng này mình thấy là phù hợp. Mình có thể add sinh qua. Tại sao mình lấy vật liệu này? Đơn giản mình chỉ lấy vật liệu này, mình lấy cái lõi của nó, mình thay map vào cho nhanh. Còn nếu như bạn đã có thời gian tinh chỉnh nhiều hơn thì chúng ta có thể tinh chỉnh theo cách khác. Bạn thấy ở đây mình đã có một map vật liệu của chú này, gọi là một vật liệu MTL đó. Giờ đóng lại. Mình chuyển qua bảng stay. Bảng này thì mình thao tác sẽ dễ hơn. Nào, bây giờ tích hợp nhiều kiểu gì? Đơn giản thôi. Mình xin phép hướng dẫn các bạn tích hợp dạng map list, bấm vào đây. Các bạn new material. Mình xin phép tạo ra trên the top. Ở đây mình đã có sẵn thư mục map rồi. Ở đây có dạng chấm mét này các bạn. Rồi bây giờ mình đã đặt tên, giả sử gỗ vật dụng cho dễ. Gỗ vật dụng. Ôi, sorry các bạn, giật mình rồi. Mình tạm thời nghe điện thoại phát đã. Chân thành xin lỗi vì sự giật mình của các bạn. Có một khách hàng gọi tới. Ok, vừa rồi mình nói tới đâu rồi nhỉ? Bắt đầu lưu map. Nào, chúng ta sẽ lưu là gỗ vật dụng. Gỗ vật dụng. Các bạn có thể lưu map tên có dấu cũng được, nhưng mình cứ lưu không dấu đi. Rồi mình save lại. Chết cha, lại có dấu rồi. Save lại. Nào, bây giờ chúng ta đã có một thư mục gỗ vật dụng này. Bây giờ thì đơn giản lắm, mình sẽ kéo gỗ này ra, mình lấy cái sụp, gọi là lấy cái những setting trong này của bạn ấy, mình chỉ thay map thôi cho nhanh. Đó là cách mình nghĩ rằng cũng khá nhanh để làm. Nào, bây giờ mình bật cái file map của mình lên. Bật xin lỗi bạn, không phải bật file map mà bật vật liệu. Ở đây mình có 2 4 5 rồi số đẹp. Chúng ta có thể kéo lần lượt các map vào đây. Mình thay thế sau 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, dũng dài đẹp dài 5 này. Ok, đóng lại. Các mình đang tạo một list map gồm 5 vật liệu để chúng ta đẩy qua phần VMPP, cái thư viện tích hợp thêm nó dễ hơn. Chứ còn nếu như các bạn làm từng cái một, bắt đầu chuyển qua review, làm cái chuyển qua review cái này mất thời gian lắm. Nào, đầu tiên chúng ta nối em này lại. Rồi, bỏ kia đi. Các bạn có thể đặt tên nhé. Mình rename này. Gỗ 1 này. Gỗ 1. Rồi, ok. Các bạn cầm chuột trái giữ chặt kéo. Vứt chuối vào dưới này. Rồi, xong. Một chú. Kéo chú này vào. Các bạn đổi tên nhé. Gỗ 2. Mục đích đổi tên chúng ta sao cho nó truy cập, tìm nó dễ thôi. Rồi, các bạn tương tự. Gỗ 3. Các bạn thấy rất dễ dàng phải không? Enter. Kéo vô. Rồi, gỗ 4. Gỗ 4 đậm hơn chút. Gỗ 4. Trong quá trình kéo các bạn phải để ý, nếu không để ý thì lại làm mất vật liệu đấy. Lý do là sẽ như sau. Bạn kéo dưới xanh này là đúng này. Kéo lên trên này đỏ cái nó sẽ thế vật liệu gỗ 3 này. Bạn chú ý nhé, xuống dưới xanh. Rồi, bây giờ tới gỗ 5. Có vẻ rất là dễ dàng. Gỗ 5. Ở đây mình đang sử dụng phiên bản 2017, nhưng mà sẽ lại có một vấn đề đặt ra là nếu như các bạn lưu file map này, liệu phiên bản 2014 có dùng được không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì mình đang lưu trên phiên bản 2017. Các bạn chuột phải. Save. Vậy là chúng ta đã có tất cả cái map gỗ này rồi. Vậy bây giờ làm sao để tích hợp vào vào em này? Mình xin phép xóa đi. Đóng lại.
Cái mát gỗ là mình đã lưu trên desktop các bạn nhớ nha. Nếu như tích hợp vào đây tích hợp kiểu gì? Giả sử như mình cũng tạo đi gỗ vật dụng 21 gỗ vật dụng. Gỗ vật dụng. Nào, ok. Trong này mình cũng bấm phải chọn nó nhé, bấm vào. Giả sử như là vật dụng vol 1 đi. V1 rồi, bấm vào. Bây giờ làm sao tích hợp vào cái mét đó vào? Các bạn chuột phải thì cũng không có, chẳng có chú mét nào để mà chúng ta tích hợp cả. Các bạn chỉ có lấy một cái thôi. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải luồn lách chút. Mình bấm vào đây. Cái bộ vật liệu của nó đâu rồi? Đây. Đây phải không? À, không phải. À, đây. Ở đây mình có sẵn gỗ 5 rồi nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta ở cái phần xem plot này hoặc là này các bạn dễ quan sát compact đi. Ở đây chúng ta chắc chắn đã có một vật liệu V-Ray bất kỳ. Mình nói là bất kỳ luôn nha. Vật liệu bất kỳ. Nhưng phải là V-Ray. Đầu tiên các bạn bấm vật dụng chuột phải vào. Các bạn get from me active slot để làm gì? Để tạo một định dạng có sẵn để chúng ta sẽ lợi dụng định dạng này, chúng ta sẽ ghi đè format kia lên và chúng ta sẽ có tất cả vật liệu đây và render review một lúc. Rồi bây giờ đóng lại. Bây giờ làm sao tích hợp thêm đây? Cái này đơn giản lắm, mình quay lại phần mà chúng ta đã xử lý ở D. Bởi ổ C này các bạn không có có clip rồi nha. Cái clip này các bạn nhớ ở đâu không? Ở video trước mình có nói là nó ở D. Mình sẽ vào ở D của mình. Và đây mắc này. Clip 10k. Các bạn thấy ngay ở đây chúng ta đã có những cái đối tượng tạo thêm là mình vào clip thì nó dễ này. Các bạn đang gỗ vật dụng này. Ở đây chúng ta đã có, nó tự tạo cho ta cái mục gỗ vật dụng rồi. Các bạn vào trong. Ở đây các bạn thấy rằng mình đã có phần vật dụng V1 chính là em này. Nhưng mà em này hiện tại chỉ có đúng một vật liệu duy nhất là gỗ 5 thôi. Bây giờ làm sao mình load một nhát là từ gỗ 1 tới gỗ 5 hiện hết ở đây. Thì cái này khá đơn giản. Xin phép nhấn Windows E hoặc bấm vào đây, mình lên desktop. Ở đây gỗ vật dụng mình vừa tạo, các bạn nhớ này ở đâu không? Nếu mà không để ý thì hơi rắc rối đấy. Cái gỗ vật dụng này là gồm gỗ dũng già đẹp dai từ 1 tới 5. Nó ở vị trí này. Để các bạn dễ hình dung. Các bạn nhớ em này chưa? Tức là bây giờ mình đưa hết em này. Làm sao đưa hết vào đây? Đúng không? Thì chúng ta phải thông qua hai cách. Đầu tiên chúng ta đã tạo một vật liệu có sẵn, sau đó mình sẽ ghi đè file này vô file này. Rồi hai file đó đây. Em này chính là em này mình lưu trên desktop. Còn em chỉ có một vật dụng này. Chính là file phần mềm này tạo thêm ở phần clip 10k 21 gỗ vật dụng. Tức là các bạn tạo thư mục ở đây thì bên ngoài này nó cũng đã tạo luôn rồi. Các bạn vào trong. Bây giờ công việc cũng khá đơn giản. Các bạn nhấn F2 hoặc là chuột phải rename em này lại. Copy. Sau đó mình qua đây, mình F2 lại. Rename tiếp. Rename đâu rồi? Rồi, paste. Ô chết nhầm. Cũng được không sao. Delete space. Đó. Nào bây giờ các bạn copy qua. Rồi ghi đè lên đại ca này. Repeat. Rồi bây giờ mình chuyển tab lại. Bấm vào. Chết này. Thấy không? Các bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là ok thôi. Mình đã tích hợp một nhát là khá là nhiều. 5 anh này đã nhảy qua đây thay vì một anh. Nếu như nó cảm thấy quá lòng vòng và rắc rối thì các bạn có thể xem lại video nhiều lần. Mình nghĩ là như thế. Với vấn đề này giải thích tại vì cũng có thể là do các bạn không hay tích hợp nên các bạn cũng chưa có để ý được. Nhưng nếu mà xem lại video nhiều lần thì ok. Còn là hình render review là chỉ là chuyện nhỏ, bạn chuột phải vào làm những cái video trước đấy. Bạn bấm một cút zoom screen thì nó render tất cả đối tượng này vì review một lúc. Nhưng mà nếu như các bạn có sẵn hình review rồi thì sẽ tích hợp vào như thế nào? Thì đơn giản thôi. Cái phương pháp mà review này thì các bạn coi video trước nha. Bây giờ mình giả sử các bạn có sẵn hình rồi. Các bạn tích hợp vào đây kiểu gì? Cách đầu tiên thì các bạn chuột phải vào Import Rivet.
Nhưng mà cách này khá thủ công. Mình không khuyên dùng cách này. Là sẽ có 5 em này này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp trong phần này luôn. Rồi, chú này là clip. Các bạn cứ ra ngoài để xem cái cấu trúc chú đấy làm kiểu gì. Là sẽ ăn cường đấy nha. Bạn thấy cái clip này, cái cấu trúc tên này. Vol 2 này. Và trong này hình cũng có cấu trúc này. Thì cách nhanh nhất chúng ta làm như sau. Các bạn review review một chú đi cho dễ. Đáp này. Đồn sale này. Để khi các bạn review được một vật liệu rồi thì bên trong này chúng ta sẽ có một cái mẫu có sẵn. Sau các bạn chỉ cần tích hợp thêm vào mà thôi là xong. Rồi mình tạm thời để cái này đây. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp vô thủ công bên này, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn là mình render kiểu này. Còn là trong trường hợp các bạn sẽ không có hình review sẵn thì các bạn bắt buộc phải render nhé. Các bạn chờ chút. Cái này nó hơi rắc rối chút, nhưng mà nếu các bạn làm chủ rồi thì sau này chắc là không cần đến mình nhiều hơn. Các bạn có thể tự tích hợp được nhiều. Các bạn có thể tự tích hợp được vào cái bộ thư viện của riêng mình rồi. Rồi sắp xong rồi. Các bạn chỉ cần xem cấu trúc tên thôi, nó không không có gì khó khăn cả. Rồi ok. Giả sử cái chú này gỗ 1. Trong này nó có một hình này, gỗ gạch 1. Tức là khoảng cách này thay bằng dấu gạch thì nó sẽ nhận. Đúng không nào? Như ở đây mình có gỗ 2, gỗ 3, gỗ 4, gỗ 5. Bây giờ ví dụ mình lấy 5 hình này đi cho nó nhanh. Thay vì render kiểu này, giả sử bạn có 5 hình đẹp hơn kiểu này là 5 hình này. Tức là dũng da đẹp da từ 1 tới 5 mình có thể thay thế vào những vật liệu này. Nào bây giờ chú ý nha, gỗ 1. Ok. Mình xin phép đặt tên nó như sau. Mình copy này cho nhanh. F2 này, cần chân C này. Mình qua đây F2 cần chân V này, gỗ 1 này. Mình nhấn tab nhảy qua F2 cần chân V này. Gỗ 2 này. Nhưng các bạn chú ý là nó phải trùng tên nhé. Tên bên này trùng với tên này. Tên này trùng với tên này. F2 này, gỗ 3 này. Tab này. V này, gỗ 4 này. Tab này. Chân V này, gỗ 5 này. Enter này. Rồi, công việc bây giờ khá đơn giản. Copy chú này. Dán vào bên này. Paste đại đi. Ghi đẹp. Ở đây nó vẫn hiển thị tí nữa mình đảo ra là xong. Vậy là trong clip này có 5 chú này và mình dùng 5 tấm ảnh với cái quy cách mà họ đặt tên review vừa rồi đó, thì chúng ta đổi tên và chúng ta sẽ có những hình đại diện. Bấm qua đây cái rồi có luôn, các bạn thấy không, rất nhanh và đơn giản. Thì đây là chúng ta, đây là cách chúng ta tích hợp một file map, trong đó chúng ta có thứ tự nhiều vật liệu bên trong và tích hợp hàng loạt ảnh vào những cái vật liệu này. Đương nhiên ảnh này cũng khá lớn, mình nghĩ là như thế to đấy. Đấy, nó review này rất khủng. Rồi giờ mình bấm qua đây. Cái này mang tính hướng dẫn, xóa đi. Các bạn về có thể tự mình tích hợp thêm một hoặc nhiều vật liệu rồi, hoặc là render một hoặc nhiều hình review rồi. Còn video sau mình hướng dẫn các bạn tích hợp thêm một hoặc nhiều HDRI. Nhưng mà cái vụ này cũng căng đấy, bởi vì HDRI thì nhiều cái hình nó render xấu lắm. Đương nhiên mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cho đẹp nhất. Rồi, xin chào các bạn.